Nếu như bạn đang muốn tìm một chiếc laptop vừa to nhưng mà phải vừa nhẹ mà tìm mãi không thấy thì sau WWDC 23, Apple đã cho chúng ta một option mới, đó là MacBook Air 2023 15 inch. Chiếc máy này liệu có phải là một lựa chọn tiếp theo của chúng ta trong list những chiếc máy đáng mua hay không? Mình là Trường, đây là Mac One. Bắt đầu ngay sau intro để tìm hiểu nhá. Phải hơn một tuần nữa mới có những chiếc máy của những đơn đặt hàng đầu tiên về đến Việt Nam. Vì vậy, nếu như mọi người đang cần ngay chiếc máy để làm việc, ví dụ như dòng MacBook Air 13 inch 2022, thì ở Mac One đã có sẵn rất nhiều đấy nhá. Hiện tại Mac One còn có chương trình giảm giá theo nhiệt độ cực sâu, siêu hấp dẫn luôn đấy. Link mua hàng mình để phía bên dưới nhá. Được rồi, nếu bạn là một fan của nhà táo nhưng vẫn muốn sử dụng máy có màn hình lớn mà hiệu năng lại không cần quá nhiều, thì lựa chọn duy nhất vẫn chỉ là MacBook Pro 16 inch, hay gần đây có thêm cả MacBook Pro 14 inch từ năm 2021 nữa. Những chiếc máy này thật sự là rất là tuyệt vời về công nghệ và các thứ, nhưng nó có một số cái hạn chế mà những người dùng cơ bản họ cảm thấy là hơi bị phiền một chút. Đầu tiên là về cái vấn đề nặng. Nói đến chiếc Pro 16 inch 2021 hay là 2023 thì chúng ta biết đến cân nặng nó là bao nhiêu ạ? 2,1 cân. 2,1 cân cho một chiếc laptop như thế mà bạn mang đi mang lại hàng ngày để sử dụng trong công việc văn phòng thì có phải là quá phiền hay không? Như mình đã từng phải sử dụng cái chiếc máy này mang đi mang lại, rất là nặng nề và gần như là không bao giờ mình đeo lên lưng cả, chỉ có là để ở dưới chân thôi. Cái điểm thứ hai mà mình muốn nói đến đó là hiệu năng thừa thãi. Đối với cả những cái người dùng văn phòng cơ bản thì việc mà họ có thật là nhiều nhân GPU hay là có thật nhiều RAM, thật là nhiều ổ cứng có thật sự là quá quan trọng hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Bởi vì là những cái tác vụ cơ bản RAM tạo có thể cân được, ổ cứng không nhất thiết phải có quá nhiều, 512 có lẽ là khá là nhiều rồi, không cần thiết đến 1T, 2T gì cho những công việc văn phòng cả. Đó là đối với cá nhân mình. Còn một điểm nữa mình muốn nói đến đó là giá quá cao. Những cái chiếc laptop 16 inch như thế đương nhiên là đưa lại rất nhiều công nghệ của chúng ta và cái giá độ lên rất là nhiều. Nhưng thử hỏi xem những người làm văn phòng có cần đến những yếu tố đó không? Và khi đã có những yếu tố đó rồi thì họ lại phải chấp nhận trả một cái mức giá rất là cao mà lại không sử dụng đến. Thật sự là quá thừa thãi. Thì sự xuất hiện của MacBook Air 15 inch trong sự kiện WWDC vừa qua đã là một cái điểm cân bằng cho những dòng laptop của Apple thời điểm hiện tại. Tại sao mình lại nói MacBook Air 15 inch là một điểm cân bằng? Nói trước về thiết kế đi. Độ dày của MacBook Air 15 inch hiện tại đang là 11,5mm và với cân nặng là 1,5kg, chỉ nhỉnh hơn khoảng vài chục gram so với cả Pro 13 inch 2022 thôi. Như vậy thì chiếc laptop 15 inch mỏng nhẹ nhất thời điểm hiện tại đã đáp ứng được rất tốt cái nhu cầu là mang đi mang lại thường xuyên của mọi người rồi. Tiếp đến là yếu tố hiệu năng. Đây không phải là một chiếc máy quá thừa thãi cho những người dùng văn phòng cơ bản hay là những đối tượng làm đồ họa nhẹ. Hiệu năng vẫn là một chiếc M2 nhưng được bonus 2x GPU nữa cho việc xử lý hình ảnh tốt hơn. Gần như đa số mọi người hay có cả chính bản thân mình cũng cảm thấy rằng đây chẳng có gì là xuất sắc, phải thêm một chiếc M2 Pro thì mới là xịn sò. Nhưng hãy nhìn vào phân tích một chút nhé. Nếu như M2 Pro được trang bị lên chiếc máy này thì chắc chắn là RAM và SSD cũng phải cải thiện hơn, ít nhất là lên đến 16GB RAM và 512 SSD. Giá cũng sẽ phải đội lên hơn 40 triệu. Như thế thì lựa chọn những cái dòng Pro 14 inch hay là Pro 16 inch chẳng phải là lợi thế hơn rất là nhiều đúng không? Đã có chiếc M2 vào chiếc máy này và tăng thêm một chút nhân GPU, như thế thôi đã là đáp ứng rất tốt cho những đối tượng làm văn phòng rồi, thậm chí là có cả đồ họa cơ bản và bán chuyên nữa. Không nhất thiết phải tăng giá lên quá cao vì nâng thêm một chip thì đồng nghĩa với việc phải nâng thêm các cái phần khác nữa mà. Với 32.990.000 như gia chủ Apple đã công bố thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn ở thế giới Windows. Ví dụ như là chip Core i5 này, Core i7, Gen 12 này, RAM hay ổ cứng cao hơn rất là nhiều so với cả chiếc MacBook Air 15 inch với cơ bản nhất là 8256. Nhưng tại sao MacBook Air 15 inch vẫn nên là một lựa chọn của chúng ta? Tuy chúng ta nghe thông số có vẻ hơi thọt một chút so với cả thế giới Windows, nhưng mà Apple luôn cho chúng ta một chiếc máy được tổng hòa tốt nhất về mọi thứ. Build máy thì là nhôm nguyên khối chắc chắn này, màn hình Retina với độ phân giải hơn 2K, với màn hình lớn hơn gần 2 inch mà mật độ điểm ảnh vẫn là 224 PPI, cho thấy rằng MacBook Air 15 inch không hề dễ bị dỗ như mọi người có thể nghĩ với một chiếc màn hình lớn, mà mật độ điểm ảnh vẫn rất là tốt, vẫn sắc nét như là chiếc 13 inch nhá. Thêm vào đó, 6 loa được hỗ trợ chế độ âm thanh không gian cùng với Dolby Atmos, vì vậy nên bạn có thể tận hưởng được âm gian 3 chiều khi mà nghe nhạc, xem phim và giải trí nhá. Thời lượng pin cũng không để chúng ta thất vọng và nó luôn là cái thương hiệu của MacBook rồi. Thời gian lên đến tận 18 tiếng theo như công bố của Apple. Nói đến điểm này thì chắc là Windows phải chào thua thôi. Bất kỳ con máy nào mỏng nhẹ mà trong cái tầm tiền này cũng không thể nào mà có được cái lượng pin lớn như thế. Nói hơi dài rồi, tiểu chung lại nhá. MacBook Air 15 inch có phải sản phẩm ấn tượng và xuất sắc hay không? Không. MacBook Air 15 inch có phải đáng để chúng ta đưa một cái list lựa chọn khi mà quyết định mua máy hay không? Có. Và MacBook Air 15 inch nên dành cho đối tượng nào? Đương nhiên là đối tượng làm về văn phòng, những đối tượng chỉ dùng Word, Excel, PowerPoint cơ bản và data không quá nhiều thì đây là một chiếc máy rất là tốt. Cùng với đó nữa, những người làm đồ họa bán chuyên hay là làm đồ họa 2D mình nghĩ rất là phù hợp với chiếc máy này. 2x GPU thêm
có thể nói đây là một cái sức mạnh gần phải gọi là giống như là MacBook Pro 2022 ấy, rất là giống luôn. Và một đối tượng nữa mà mình ít khi recommend lựa chọn máy E, đó là những người làm code. Tại sao lần này mình lại khuyên những người làm code có thể chọn máy này nhỉ? Chip M2 thực ra là một con chip rất là mạnh. Những người làm code thực ra họ cũng có lựa chọn chiếc máy này rồi và sử dụng rất là ok. Nhưng trước đây thì màn hình nó chỉ là 13 inch, nhưng bây giờ thời điểm này màn hình 15 inch đã xuất hiện. Vì vậy diện tích hiển thị lớn hơn, những cái bài code nó cũng dài hơn thì chúng ta có thể xử lý ở trên một cái màn hình như thế rất là tốt. Vì vậy nên bây giờ những người làm code có thể thêm một lựa chọn nữa, đó là MacBook Air 15 inch là một chiếc máy phụ hoặc đơn giản cũng có thể là một chiếc máy chính nếu như là công việc của họ code không phải là quá nặng. Ok, trên đây là những ý kiến của mình về việc MacBook Air 15 inch có xứng đáng để chúng ta lựa chọn hay không. Ý kiến của mọi người như thế nào về chiếc máy này và bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để xuống tiền với chiếc máy này hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới về comment nhé. Nếu thấy phần chia sẻ này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Shop, TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.